là ngon không? Không ngon lành gì cả, mình không thể không hút. Em và thuốc lá, anh chọn ai? Cả hai. Dù em có cần làm thế nào anh cũng không thể ngừng yêu em. Sao tự nhiên em im ắng thế? Lúc nãy anh vừa hút thuốc à? Anh Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Có một điều thôi mà anh không nói dối em. Sao anh không vì em mà bỏ thuốc lá đi? Em à, hãy cho anh thêm một thời gian nữa đi. Anh xin em. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, có biết không hả? Tuấn dạo này thế nào rồi? Thuốc lá đã bỏ chưa? Mình ra đây một chút.
Em hút thuốc. Vâng, anh hút không? Anh bỏ rồi. Vì sao giờ em lại hút thuốc? Một năm trước, vì một người em yêu. Có phải vì em muốn anh ta cai thuốc phải không? Đây là người đã giúp anh cai thuốc vì anh muốn quay trở lại bên người đó. Anh đã bỏ thuốc lá rồi, giờ hãy để anh giúp em cai thuốc.